Xin chào các bạn, thì mình đang có một số bộ phụ kiện của Frombie đến từ Hàn Quốc như pin dự phòng nè, quạt nè. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra và trên tay cho các bạn xem nha. Rồi, món đầu tiên đó là cục pin dự phòng Frombie. Đó, cái hộp rất là đẹp, đây là phiên bản màu hồng nè. Giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Đó, trong hộp rất là đẹp luôn, bên trong có cục pin. Wow, rồi có thêm một cái miếng dán nữa. Rồi. Đây là cục pin dự phòng của Frombie, thì nó có dung lượng là 8000 mAh. Nó sẽ có hỗ trợ một cổng USB-A, cấu bích chạc 3.0 18W và một cổng C PD cũng 18W luôn, mà rất là thích, mình có thể sạc nhanh cho các thiết bị di động hiện nay. Cũng như là đây là cái phần sạc không dây này, thì nó được thiết kế theo nhựa nhám, thì nó mình thấy rất là đẹp, màu hồng rất là đẹp, nhưng mình nghĩ nó sẽ dễ bẩn. Ở đây mình có thêm một cái phiên bản màu đen nữa, thì mình sẽ thích cái phiên bản màu đen này hơn vì nó sẽ ít bám bẩn hơn. Quay trở lại với lại cái miếng dán được tặng kèm theo, thì đây là cái giá trị nhất mình rất là thích trên cục pin dự phòng này. Thì nó có tác dụng là để chúng ta dán lên bề mặt sạc không dây, khi các bạn đặt điện thoại lên thì nó lập tức vừa cố định cái điện thoại của các bạn cũng như là có thể nhận được sạc không dây luôn. Các bạn thấy mình đang có một cái iPhone này nè, thì bây giờ mình sẽ đặt thử lên. Đó. Thì ngay lập tức chiếc iPhone của mình nó sẽ nhận sạc qua một cái bề dày hết nó. Và cũng như là nó sẽ có tác dụng cố định cho chiếc iPhone của mình trên cái cục pin này được tốt hơn. Tại vì đa phần trên thị trường hiện nay những cái cục pin dự phòng có tích hợp sạc không dây á, khi mà các bạn để điện thoại lên thì nó rất dễ bị trơn cũng như bị rơi. Có cái miếng dán này á, các bạn cầm trên tay cũng tự tin hơn, tại vì cái điện thoại luôn luôn cố định. Tại vì nó là hít theo dạng chân không nên là các bạn không lo cái việc gỡ ra gắn vào gì hết. Đó, mình rất là thích. Thì cái điều mình thích nữa đó là cái việc sạc không dây trên cái cục pin này rất là nhạy. Đó, mình chỉ cần để cục pin lên thì ngay lập tức nó sẽ nhận sạc luôn. Nó không như các cục pin khác mà mình phải chờ một thời gian. Cái này mình rất là thích nè. Công suất mà sạc không dây của cục pin này có thể mang lại là 10W. 10W rất là ổn. Rồi thì cục pin Frombie mình thấy đang có bán giá gốc là 1.1 triệu, nhưng mà khi các bạn mua trên Shopee chỉ có 880.000 thôi, thấy rất là hấp dẫn. Sản phẩm tiếp theo đó chính là cái quạt cầm tay của Frombie, có tên là Silent Storm, có nghĩa là gió yên tĩnh. Đó, giờ mình mở hộp này ra. Thì mình đang có phiên bản màu trắng nè. Rồi thì có thêm một cọng cáp micro USB để bạn sạc cho cái cho cái quạt này. Thì cái mức pin của cái quạt này là 2600 mAh, thì nhà sản xuất công bố nó có thể sử dụng được liên tục lên đến 20 giờ. Đó, đây là cái nút bấm để mở cái quạt. Thì mình thấy cái quạt này nó có 4 mức gió khác nhau, thì khi mình bấm cái mức thứ tư á thì nó không có kêu ồn. Đó, mình rất là thích, cũng như đúng với cái tên của nó là Silent Storm. Rồi thì một cái điều đặc biệt nữa là các bạn có thể dựng cái quạt này lên được cái góc 90 độ nè, là có thể hơn nữa, đó, tùy các bạn. Như là ở đây nó có thêm một cái chân đỡ để khi các bạn tách nó ra, đó, các bạn dựng nó lên, các bạn có thể ngồi làm việc, nó như một cái quạt đỡ bàn luôn, không chỉ vừa cầm tay di động cũng vừa đỡ bàn, rất là dễ thương. Đó, mình thấy nó rất là mát nữa, cái mức thứ tư rất là mát luôn. Rồi thì ở đây mình đang có thêm một cái phiên bản màu xanh nhạt, đó, rất là đẹp. Đây màu trắng, thì cái quạt này nó có 4 phiên bản màu nữa, thêm một xanh đậm và một màu đỏ cam nữa, nhưng mà đây mình chỉ có thêm 2 màu thôi. Thì cái quạt này á, nó có giá gốc là 550, nhưng mà thấy Shopee bán chỉ có 400.000 thôi, thấy rất là hấp dẫn để mà các bạn có thể sắm dùng tại nhà, dùng tại văn phòng rất là thích hợp. Thì mình đang có một cái quạt nó lớn hơn. Đó, đây là một cái quạt để bàn, nó có tên là Frombie Aspirin. Mình sẽ mở hộp cho bạn xem. Đây là phiên bản màu hồng, hồng cam rất là đẹp. Wow, đóng hộp rất là chu đáo luôn các bạn. Cũng được tặng kèm thêm một cái dây micro USB để sạc cho cái cục pin của cái quạt. Rồi thì đây là quạt Aspirin, thì nó có cục pin là dung lượng 5200 mAh. Thì ở đây các bạn, khi mà các bạn mở cái quạt lên á, nó sẽ có một cái phần đèn ở phía dưới này. Thì ở đây có 4 nút bấm, đây là một nút bấm đèn nè. Thì đèn mình thấy nó có 4 mức sáng khác nhau. Đó. Cũng như nút bên cạnh là nút để xoay chiếc quạt, tức là xoay cái chân. Còn đây là nút hẹn giờ, thì cái quạt này nó có thể hẹn được giờ để tự động tắt, ví dụ như 30 phút nè, 1 tiếng nè, 2 tiếng và nó 4 tiếng đó. Như là bên đây là cái nút mở quạt, thì nó bao gồm 6 mức gió khác nhau. Đó, đây là cái mức cao nhất, thì mình thấy nó cũng không có ồn gì hết mà nó cũng rất là mát. Đây mình thử bấm cái nút xoay nè. Đó, thì nếu khi mình để lên bàn á thì nó có thể vừa xoay qua xoay lại cho người bên cạnh mát chẳng hạn, hoặc là
Nếu mà quá lạnh thì chúng ta bật cái nút xoay này cũng rất là thích hợp. Cũng như là cái phần đèn này nè, nó cũng sẽ là một cái đèn bàn, nó không quá sáng nhưng mà nó cũng rất là đẹp, rất là ấn tượng. Rồi thì cũng như cái phần quạt này, nó có thể xoay góc 90 độ hoặc là các bạn có thể thậm chí để nó 180 độ tùy các bạn. Nó rất là hay. Rồi cái giá gốc của cái quạt Aisrin này là 1.1 triệu. Mình thấy Shopee đang bán chỉ có 880 thôi, cũng rất là hấp dẫn. Rồi thì đây là sản phẩm cuối cùng, một chiếc quạt rất là nhỏ, nhỏ nhất từ nãy giờ. Đó là cái quạt có tên là Icebowl from Bee. Sẽ mở hộp ra, bên trong có một cái dây micro USB nè, một dây đeo nè. Đó, cái quạt ở phía dưới đây, bạn thấy nó rất là nhỏ, nó như một quả cầu vậy. Đây là một cái quạt để chúng ta có thể đeo cái cổ nếu chúng ta muốn. Ở bên dưới nó là một cái gương hình tròn được bảo vệ bởi cái lớp silicone này. Đó, mình thấy này nó sẽ hợp với các bạn nữ hơn, vì khi mà vừa có thể quạt nè, vừa có thể soi gương nữa. Đó, cũng như là bên cạnh này á, mở cái miếng silicone này ra, nó sẽ có một cái cổng để sạc vô cho cái cục pin bên trong này. Pin bên trong là pin của LG, rất là bền. Thì nó có dung lượng là 2500 mAh. Đó, cũng như là thêm một cổng USB-A để các bạn có thể sạc ra nữa, có thể sạc điện thoại. Đó, vừa là pin dự phòng, vừa là gương, cũng vừa là quạt nữa. Rồi, thì ở đây nó có một cái nút nguồn. Thì mình thấy nó có 3 mức gió khác nhau. Thì khi mà các bạn mở cái mức thứ 3 á, thì nó cũng rất là mát, nó mát cũng không thua kém như những cái quạt hồi nãy mình mới giới thiệu kể, chỉ là nó nhỏ thôi. Đó, thì khi mà nếu mà các bạn đeo lên cổ, khi mà các bạn đeo lên cổ thì nó sẽ có hai cái phần khóa ở đây. Đó, để mà chúng ta móc dây đeo vô. Thì mình để hình dung khi mà mình đeo lên cổ, mình có thể ngồi mình ăn mì gói chẳng hạn, cái này nó thổi mì của mình không phải thổi bằng miệng nữa, rất là thú vị luôn. Thì cái quạt này thấy đang bán giá gốc là 600.000, Shopee đang bán có 430 thôi. Vừa là pin dự phòng, vừa là gương, cũng vừa là quạt mini nữa. Mình rất là thích cái này. Thì đây là toàn bộ những gì mình trên tay, những cái phụ kiện của Frombie ngày hôm nay. Thì nó vừa đẹp cũng như vừa rất là xịn, sử dụng rất là thích hợp với các bạn nữ. Đó, thì link mua hàng thì mình sẽ chèn vào bài viết. Rồi thì đây là bộ quạt pin của Frombie Hàn Quốc. Mình là Tiến đến từ Tinh Tế. Xin cảm ơn các bạn.